hướng dẫn ghép hai cột họ đệm tên thành một cột. Tên với nhau thì mình làm như sau, mình tạo thêm một cái cột nữa. Sau đó này, mình gõ này bằng này, cột họ đệm này, va này, là hàm ghép nối đấy, va cái dấu cách, giống như kiểu là mình là họ đệm cách tên đấy, xong là va, nhưng dấu cách phải để trong ngoặc kép nha, xong vào va này, đấy, enter, vậy là nó ra được rồi này, em nháy đúp vào đây này, để thành mũi tên hai chiều, nháy đúp vào cho nó chứa vừa đủ dữ liệu này. Vậy là em có cái tên này nhá. Đây tủ họ và tên kéo xuống để thành hình dấu cộng màu đen đấy. Rồi kéo đến cuối này. Em kéo qua tay rồi. Xong. Xong như này này thì nó đang là ở dạng công thức. Đây này, công thức đây anh này. Bây giờ muốn nó trở thành là dữ liệu không phải là công thức thì mình Ctrl C để mình copy nhá. Đấy. Nháy phải chọn copy nhé. Sau khi nháy phải chọn copy xong thì mình lại nháy phải. Đáng nhẽ ra mình Ctrl V thì nó sẽ paste cái dữ liệu này vào, nó sẽ là paste luôn cả công thức nên mình phải paste vào cái này là 1 2 3 anh nhá. Chọn cái 1 2 3 thì nó sẽ là paste dữ liệu chứ không phải paste công thức. Đấy, bây giờ anh nhìn thấy không? Nó không còn cái là công thức nữa mà nó là Trần Anh Khoa, lúc đấy anh xóa cái kia đi cũng được. Đấy, nháy vào đây để cho nó chứa vừa đủ dữ liệu. Đó, được rồi nha. Đấy là mình ghép cột họ đệm và tên thành một cột này.